Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Hiệp Ba Đạo. Và xin khai mở vấn đề đầu tiên mình muốn gửi gắm đến quý vị và các bạn là có nhiều quý vị hỏi tại sao mình không đọc một đoạn rồi bình luận một đoạn, rồi có những ý kiến riêng tư nằm trong đó để góp phần thêm sôi nổi cái phần bài viết. Chứ đọc nguyên văn thì nó cũng hơi nhàm chán. Xin thưa quý vị các bạn là có một kênh của chị Trần Ly Official đã làm vấn đề đó rồi, cho nên mình muốn đọc nguyên văn của những tác giả để thể hiện sự trung thực và có niềm nghiên cứu sâu sắc hơn. Đôi khi mình nói nó không đúng cái mục tiêu, làm cho cái người nghe cảm thấy bị phản cảm. Nhưng dù muốn dù không, bài viết của bác Nguyễn Mạnh Quang đã xoáy sâu vào tâm khảm của những người con chiên cũng như các đức cha. Mình cũng hay thường xuyên copy những cái bài viết này để post lên trong những cái bài viết của Linh Mục Mi Trầm. Vì Linh Mục Mi Trầm hay thường nói là khoa học càng nghiên cứu bao nhiêu thì chứng minh có Thiên Chúa, và tin tưởng rằng Chúa Giêsu là đấng sáng tạo, hay là Đức Chúa Trời, là để chứng minh được rằng là khoa học và Chúa Giêsu là có thật. Nhưng thực tế thì nó bắt đầu ngược lại hết. Vì ông ta năm nay ông ta cũng ngoài 70 rồi, nhưng cái não của ông Linh Mục Mi Trầm rất ngắn và hạn hẹp. Chuyên gia copy những bài ở trên Facebook cũng như trên Internet để đưa lên cái Facebook của ông. Các bạn có rảnh thì đánh vô Linh Mục LM Mi Trầm thì sẽ thấy được những cái bài của ông ta copy đưa lên. Trong đó có những chủ đề nó thuần túy là Phật giáo, không nữa thì nó thuần túy về nhân gian, về tình cảm con người chân thật, chứ không có mang một cái ý nghĩa rằng là Chúa Giêsu nói hay chỉ dạy những gì. Mà mặc dù ông ta có đưa ra những luận cứ chứng cứ của Giêsu nói dạy trong Kinh Thánh, thì cũng đó những là những lời phịa đặt, tự biên tự diễn ra, gọi là cho đó là lời của Chúa, không xứng đáng gọi là lời thánh kinh được. Vì con người giới bình dân, chúng ta đọc vào chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề, nhất là những người đã có biết qua những bài viết nghiên cứu của các vị đã cải đạo, những vị như Chắc Liên Nguyễn, người đã cải đạo, người ta viết rất rõ, rất âm tường. Vì Chắc Liên Nguyễn là người Công giáo rất nhiều đời, từ đời ông cố nội cho đến đời ông đều là dòng dõi Thiên Chúa giáo, cho nên ông là một thức giả được tỉnh ngộ, cho nên viết ra những gì thì những linh mục ở tại Việt Nam này chưa chắc đã đọc tới và chưa chắc đã biết tới. Vì những linh mục mặc dù tuổi đã ngoài 70 nhưng cái não chỉ có hạn hẹp trong tuổi đôi mươi thôi. Mình cho đôi mươi là quá ư là già, chứ thật sự ra cái não đó chỉ có ở nơi trẻ sơ sinh. Và sau đây mình tiếp tục làm một đề tài, đó là động lực khiến cho người Việt Nam
theo đạo khác với người Âu Mỹ. Giáo dân Thiên Chúa giáo ở Âu Mỹ nói chung không cuồng tín như giáo dân ở Việt Nam vì lý do như sau. Bên Âu Tây, đế quốc La Mã thống trị toàn vùng rộng lớn, bao gồm từ Bắc Âu tới Bắc Phi. Các nước quanh vùng ven biển Địa Trung Hải, khi giáo hội La Mã ra đời thì tất cả mọi người trong vùng đó đều bị cưỡng bách theo đạo Kitô La Mã hết. Nghĩa là họ không tự nguyện theo, mọi người xung quanh họ đều như thế cả. Cho nên họ không có mặc cảm khác người ta. Họ cũng không có mặc cảm vọng ngoài hay theo giặc phản quê hương. Vì thế họ không thiết tha bảo vệ đạo như những người ở xứ nghèo có nền văn hóa khác bị dụ theo đạo như Việt Nam. Ở những nước nghèo bị La Mã truyền đạo bằng dụ dỗ và cấu kết với các cường quốc để cùng chiếm làm thuộc địa. Số đông dân nghèo được các cha đạo cho kẹo bánh, thuốc men, trị bệnh sốt rét, ngã nước, hoặc hứa hẹn được mướn làm công, làm đệ tớ hay công chức cho họ, được trả lương hậu hỷ nên đã tình nguyện mà theo. Do có nguyên nhân thấp hèn như thế, những người Việt theo đạo này bảo vệ con đường đi của mình để che đậy mặc cảm theo Tây, theo giặc, theo vật chất vân vân. Mình nói tới đây mình xin tạm dừng một chút. Có nhiều cái bình luận và phản hồi lại với mình rằng là bạn là vô thần, không tin Chúa, vậy bạn được cái gì? Bạn có cái gì chưa? Bạn có đầy đủ như chúng tôi không? Họ chất vấn như vậy. Mình chỉ nói rằng là mình trả lời theo là: thế thì bạn có những gì nào? Bạn mỗi tuần bạn phải đóng tiền lễ, bạn mua chiếc xe cũng phải làm lễ. Cái phí làm cái thánh lễ đó ít nhất là 250.000. Thế thì tôi có nhà, tôi có xe, tôi chẳng tốn một đồng phí nào cả. Tôi chỉ có tốn phí cầu đường cho nhà nước mà thôi. Thế là họ không comment nữa. Tiếp theo, vì thế họ luôn bên vực phe ngoài xâm Tây Phương có cố gắng tô vẽ đạo Thiên Chúa giáo, bao che các tội phạm của người trong đạo. Đó là những đặc tính của người cùng tín, lối sống như thế được truyền từ đời này, đời cha mẹ xuống con cái và trải qua mấy đời cho đến nay. Nên người theo đạo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam nói chung là cuồng tín. Dưới đây xin đi vào chi tiết. Một, nguyên nhân theo đạo của những người theo đạo để lấy gạo mà ăn. Vatican vốn dĩ đã có kế sách rõ rệt về việc truyền đạo ở các quốc gia mà truyền lực của nhà thờ Vatican chưa vươn tới, hoặc dù đã vươn tới nhưng chưa đủ mạnh để thiết lập chế độ đạo Việt rồi sử dụng bạo lực và tất cả các phương tiện của chính quyền để truyền đạo hay mở rộng nước Chúa. Xin tạm gọi đó là kế sách này là cẩm nang truyền đạo của các ông giáo sĩ truyền đạo ở Việt Nam. Theo cẩm nang này thì các điệp viên chuyên nghiệp đến Á Châu hoạt động với danh nghĩa là các nhà truyền giáo để thu người vào đạo rồi gom họ lại sống với nhau trong các khu vực biệt lập gọi là xóm đạo hay làng đạo. Còn một từ nữa đó là xứ đạo. Vì đã thuộc lòng những điều chỉ dẫn trong cẩm nang này, cho nên khi đến Việt Nam, các ông truyền giáo phải hành động từng bước và từng bước theo đúng như kế hoạch, kế sách của Vatican đã vạch ra. Theo cẩm nang này, giai đoạn đầu, khi mới bước chân tới Việt Nam, các ông truyền giáo phải lăn lăn tiếp xúc với lớp người dân cùng khổ hay những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.
rồi tùy theo hoàn cảnh để mua chuộc họ bằng cách giúp đỡ họ một chút ít vật chất, tiền bạc trong lúc ngặt nghèo khốn khó, hay cho họ một viên thuốc trị bệnh sốt rét, thuốc ký ninh nếu gia đình họ có người mắc chứng bệnh này. Trong khi tiếp xúc với họ, các ông truyền giáo luôn luôn nhắc nhở họ phải cầu xin Chúa ban ơn cứu giúp, thì mới có hy vọng được Chúa giúp cho thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng hay cơn bệnh ngặt nghèo. Những người được giúp đỡ nếu thoát qua được những khó khăn mà họ đã gặp, tất nhiên là họ dễ dàng tin rằng nhờ tin có Chúa và cầu nguyện Chúa cho nên mới được Chúa giúp. Đây là một trong những thủ đoạn đại biệt trong việc mở mang nước Chúa của nhà thờ Vatican. Ta gọi tín đồ Cato thuộc loại này là những người đạo gạo. Hầu hết những người theo đạo thuộc loại này là những người ít học và dốt nát. Được giúp đỡ thoát khỏi cảnh khó khăn, họ dễ dàng tin theo lời rao truyền và dạy dỗ của các ông giáo sĩ. Vì thế mà họ dễ dàng bị mê hoặc và trở thành hạng người cuồng tín. Ở các quốc gia khác ngoài Á Châu, như ở Âu Châu và các thuộc địa của các đế quốc Tây Ban Nha, Mỹ Châu Latin và Phi Luật Tân, Bồ Đào Nha, Tây Ban, Ba Tây và Phi Châu, Bỉ ở Phi Châu, Pháp ở Phi Châu và Á Châu, vì các đế quốc này đều cấu kết với nhà thờ Vatican, cho nên việc mở mang nước Chúa thông thường nhất là sử dụng bạo lực của chính quyền. Bản văn sử dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự kiện này. Khi đến lập nghiệp ở châu Mỹ Latin, người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đem theo tôn giáo của họ đến đây. Họ cho rằng người da đỏ bản địa là những người tà giáo hay không theo tôn giáo nào cả. Sự thật, người da đỏ có tôn giáo riêng của họ. Tôn giáo của họ căn cứ vào niềm tin quyền lực của thiên nhiên ở chung quanh họ. Họ thờ thần mặt trời, thần gió và các thần của tất cả những sức mạnh trong thiên nhiên. Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cho rằng đó không phải là tôn giáo và dùng bạo lực đàn áp họ. Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tin rằng bổn phận của họ là phải đến dân da đỏ thành tựu thành những tín đồ Kitô La Mã. Chính sách mở mang nước Chúa một cách tàn ngược và dã man như vậy đã làm cho dân số người da đỏ từ 32 triệu dân vào năm 1520 đến năm 1548 chỉ còn có 5 triệu người. Sự kiện này được ông Phạm Quốc Sử ghi lại như sau. Bởi thế việc Christopher Columbus, rồi Amerigo Vespucci đến châu Mỹ cũng chính là sự khởi đầu của quá trình người châu Âu mang những tai họa thảm khốc đến cho châu lục này. Cụ thể, chỉ sau mấy năm đầu thống trị của thực dân Tây Ban Nha, hơn 1 triệu dân cư bản địa trên quần đảo Antilles thuộc vùng biển Caribe đã bị tiêu diệt gần hết. Khi tiến đánh Mexico, thực dân Tây Ban Nha đã thẳng tay phá rụi tất cả những công trình văn hóa cổ xưa và tiêu diệt gần hết số dân trong thành Mexico. Ở khu vực Nam Mỹ, Francisco Pizarro cùng với băng đảng gồm 160 thợ săn kho báu người Tây Ban Nha của ông ta bằng súng thần và ngựa đã diêm toàn bộ nền văn minh huy hoàng của người Inca trong biển máu, không chỉ chiếm đất đai, giết người, cướp của và tàn phá nền văn minh Inca. Người Âu Châu còn reo rắc những căn bệnh lạ như bệnh sởi, khiến cho cộng đồng người Inca bị hủy diệt với tốc độ nhanh chóng. Năm 1520, dân số Inca có khoảng 32 triệu người, nhưng đến năm 1548 chỉ còn 5 triệu người. Ngày nay, cái tên Inca có lẽ chỉ còn trong nhắc đến một minh chứng về sự hủy diệt của nền văn minh mà thôi. Trên đây là nói về phương cách và thành tích mở mang nước Chúa của nhà thờ Vatican ở châu Mỹ Latin.
Phương cách và thành tích mở mang Đức Chúa của nhà thờ Vatican ở các thuộc địa các đế quốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bỉ, ở các lục địa khác cũng giống như vậy. Trái lại, Á Châu vì không nắm trọn quyền lực chính trị ở trong tay, nhà thờ Vatican phải sử dụng những thủ đoạn hay mánh mông khác mà thông thường chắc là dùng vật chất để giúp đỡ nhỏ giọt những người cùng khổ, rồi tìm cách khẩn khoản hay buộc họ phải theo đạo thì mới được tiếp tục giúp đỡ. Tại Trung Quốc, chưa bao giờ nhà thờ Vatican có quyền lực ở đây, cho nên ở quốc gia này hầu như không có những người theo đạo để tạo danh đời. Thế nhưng trước khi Cộng đảng Trung Hoa lên nắm chính quyền vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, người dân Trung Hoa hầu như triền miên sống trong cảnh nghèo đói, khổ sở dưới ách thúc trị của bọn vua quan phong kiến hay bọn tướng quân, lãnh chúa hoặc bọn hoặc đầu chính trị thối nát, quốc dân đảng. Lợi dụng tình trạng này, các ông truyền giáo Cato cũng sử dụng những miếng mồi vật chất để câu nhử hay dụ khỉ những người dân nghèo khổ vì tham lợi, chạy theo bắt mồi mà theo đạo. Cũng vì thế mà người Trung Hoa cũng có từ ngữ đạo gạo, rai chích than. Bản văn sử dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự kiện này. Từ trước đã có những sự xích mích giữa người Trung Hoa và các nhà truyền giáo, nhưng sự xích mích lần này là rất gay go do hậu quả của việc người Trung Hoa hiểu lầm về bản chất những hoạt động của các nhà truyền giáo. Các nhà truyền giáo và tín đồ Gia Tô bị tố cáo là làm những việc phi luân và bất hợp pháp, như là khoét lấy tròng mắt của các trẻ em để tán làm bột thuốc. Ngoài ra, quy chế ngoại trị pháp truyền, việc tự cho là có độc quyền sự thật về tôn giáo và hành động chỉ biết có tôn giáo của mình mà không còn biết đến những người khác thuộc tôn giáo khác. Vào những khi có thiên tai, thí dụ như nạn đói, các nhà truyền giáo chỉ phân phối gạo cho tín đồ Gia Tô. Dân Trung Hoa gọi đồng bào của họ theo đạo Gia Tô là dân đạo gạo, hay là những người theo đạo lấy gạo mà ăn. Tất cả làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Phần lớn các nhà truyền giáo không nói được tiếng Trung Hoa cho có văn vẻ. Sự kiện này chắc chắn cũng làm cho tình trạng trắc rối thêm. Trong thế kỷ 19 có những trường hợp cá biệt, trong đó có các nhà truyền giáo và nhiều tín đồ Gia Tô người Trung Hoa bị sát hại. Trong mỗi trường hợp, cường quốc có các nhà truyền giáo bị sát hại, nhào vô lấy đó làm cái cớ để yêu sách Trung Hoa phải nhượng thêm đất đai. Đối với đại đa số người Trung Hoa, các nhà truyền giáo là những tên gián điệp ngoại quốc, và tín đồ Gia Tô người Trung Hoa là những người vong bản, phản quốc, phản quê hương. Với tình hình phức tạp như vậy, tất nhiên là lực lượng nghĩa quân Quyền Anh coi các nhà truyền giáo và tín đồ Gia Tô người Trung Hoa là mục tiêu đầu tiên của họ, giống như Trung Hoa trong thời kỳ từ 16 cho đến mấy thập niên chót của thế kỷ 20. Việt Nam cũng ở trong tình trạng chậm tiến và nghèo đói, vì vậy mà Vatican có thể thi hành kế sách dùng miếng mồi vật chất câu nhử những phường tham lợi để bọn người này chạy theo bắt mồi mà đành lòng bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai. Đây là những hình thành phần nghèo đói vì tham lợi mà theo đạo. Chúng ta đặt ra hai trường hợp sau đây. Trường hợp 1, nếu vì hoàn cảnh quá nghèo khổ mà họ theo đạo để được no cơm, ấm áo, hoặc những người theo đạo thuộc loại lạy chú ba ngôi, nín thở qua sông để lấy vợ, lấy chồng hay để khỏi bị tù tội, thì chúng ta có thể chấp nhận được. Trường hợp 2, nhưng nếu sau khi theo đạo để thoát cơn hiểm nghèo như trên rồi lại trở thành La Mã, hơn cả La Mã, cuồng tín đến độ lớn tiếng bảo nhau rằng thà mất nước chứ không thà mất Chúa, thì quả thật là mối đại họa cho đất nước. Tệ hơn nữa, để tỏ ra đạo đức, họ còn sốt sắng nhắm mắt nghe theo lời xúi dục
của các đấng bề trên trong giáo hội La Mã tham gia các cuộc bạo loạn gây rối, khi tạo nên tình trạng bất ổn trong xã hội như thế. Họ còn tỏ ra hãnh diện và trăng tráo ngang nhiên, nói trắng ra rằng họ chỉ biết tôn trọng giáo luật của giáo hội La Mã mà không cần biết đến việc phải tôn trọng luật pháp quốc gia. 2. Loại người theo đạo vì thèm khát quyền lực. Trong những năm 1792-1802, Việt Nam ở trong tình trạng nội chiến giữa triều đình Tây Sơn năm 1788-1802. Và phe nổi loạn Nguyễn Ánh lợi dụng hoàn cảnh này, Vatican cho giám mục Pineau, hay còn gọi là Bá Đa Lộc, móc nối, kết thân và tìm viện trợ quân giúp cho phe nổi loạn Nguyễn Ánh. Nhờ có quân nguyên này mà Nguyễn Ánh mới đánh bại được nhà Tây Sơn. Trong thời gian này, nhờ dựa vào cái thế là quân sư tối cao của Nguyễn Ánh, Bá Đa Lộc, có Vatican ở hậu trường, sử dụng cái chức vụ quân sư này trong chính quyền của Nguyễn Ánh mà nhà thờ Vatican đã câu nhử được một số khá nhiều người theo đạo. Những người thèm danh lợi tìm cách theo đạo để cẩu thân với các ông truyền giáo với hy vọng được thăng quan tiến chức một cách dễ dàng. Suốt trong nhiều chiều dài lịch sử, đặc biệt là từ năm 1858 cho đến tháng 3 năm 1945, cũng như những năm kháng chiến năm 1945-1954, Vatican vừa là thành viên quan trọng trong liên minh xâm lược Pháp, Vatican đánh chiếm và thống trị Việt Nam, vừa là cha đẻ ra chính quyền Bảo Đại những năm 1954-1975. Vatican là thành viên trong liên minh xâm lược Mỹ, Vatican cùng với Hoa Kỳ khai sinh ra chính quyền miền Nam Việt Nam, và cũng là thế lực tối hậu sân khấu chính trị lèo lái các chính quyền này. Ở vào những địa vị quan trọng như vậy, Vatican có thể tha hồ tung tác sử dụng những lợi lộc và các chức vụ trong chính quyền làm miếng mồi câu nhử để có thêm tín đồ. Vì vậy mà từ năm 1858, đặc biệt là từ tháng 7 năm 1954 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Vatican đã chài được một số khá đông tăng tổng với kinh nghiệm đã từng sống chung với nhiều tín đồ Cato. Người viết biết rằng trong những năm 1954 đến năm 1975 ở miền Nam Việt Nam có nhiều tín đồ Cato chưa học xong bậc tiểu học cũng được các ông linh mục đưa vào theo học liên trường Võ Khoa Thủ Đức. Và có một số tín đồ Cato tuy rằng có bằng tú tài hai nhưng hầu như rất dốt về sử địa. Ấy thế mà họ cũng lọt vào danh sách của những thí sinh trúng tuyển ban sử địa trong một kỳ thi chỉ lấy có 40 người trong khoảng số trên 1.200. Thí sinh dự thi được tổ chức vào ngày 11 tháng 7 năm 1961. Người viết không biết chắc có bao nhiêu người Việt Nam theo đạo để tạo danh đời. Có một điều chắc chắn, con số những người theo đạo thuộc loại này nhiều lắm. Mục đích theo đạo của loại người này là khi theo đạo rồi thì họ sẽ dựa hơi hay cậy cục vì linh mục đã rửa tội cho họ theo đạo hay gia đình của nhân vật đỡ đầu, chạy chọt giúp đỡ cho họ được mau chóng thăng quan tiến chức. Hoặc là họ có thể dựa thế chính quyền hay những người Kitô có thế lực trong chính quyền để chạy. Hoặc là họ có thể dễ dàng làm ăn trong cộng đồng của những người Cato. Bản văn dưới đây do nhà văn Cato Nguyễn Ngọc Ngàn kể lại trong cuốn Xóm Đạo Đông Kinh Nhật Bản Tân Văn năm 2003 cho chúng ta thấy rõ tình trạng này. Cũng giống như nhiều vị công chức cao cấp khác, ông quận trưởng tự cảm thấy rằng thời này là thời của đạo Thiên Chúa, bởi vì gia đình Ngô Tổng thống rất sùng đạo. Cây ghế của ông có vững hay không, tương lai của ông ta có leo lên được nữa hay không,
đều tùy thuộc vào cách xử sự khéo léo của ông, chứ không phải nhờ tài năng hay đức độ. Nhà ông đời đời theo Phật giáo, nhưng người khôn ngoan lúc này phải biết thức thời, bỏ đạo Phật để rửa tội theo Công giáo thì mới được Ngô Tổng thống tín nhiệm. Ông tin như thế, cho nên ông hay tìm đến làm thân với các vị linh mục, những người mà ông cho rằng là cửa ngõ thân thang nhất để dắt ông lên trên con đường danh vọng. Một tiếng nói, một đề nghị của một linh mục sẽ có sức mạnh gấp trăm lần ý kiến của quan trên. Tương tự như thế, một lời gièm pha của một linh mục có thể làm ông bay chức trong nháy mắt. Cái thành kiến ấy nằm sâu trong đầu ông, cho nên ông đã từng trợ giúp vật liệu cho cha Xuân lúc xây nhà thờ, từng xuống dự lễ Noel, quỳ mọi gói chung với giáo dân ở trại, và 2 năm liên tiếp ngồi ghế quận trưởng, cứ mỗi độ xuân về, ông đều không quên sai lính chở xuống tặng nhà sứ một cành mai thật lớn. Hành động o bế nhà thờ Vatican và ý đồ muốn theo đạo để củng cố quyền lực hay thăng quan tiến chức của ông quận trưởng trên đây cũng là hành động và ý đồ của rất nhiều người khác đồng bệnh háo danh thèm khát quyền lực trong những năm 1858, năm 1945. Đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975. Những người như Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Văn Quang, Lâm Văn Phát, Lâm Lễ Trinh, Huỳnh Hữu Nghĩa vân vân đều là loại người này. Lời thú nhận của cựu tướng Lâm Văn Phát nói lên sự kiện vì những người theo đạo Ca Tô vì bị lôi cuốn bởi miếng mồi quyền lực, chức vụ và địa vị quyền cao chức trọng trong chính quyền. Lời thú nhận này được sách Chân Dung Tướng Ngụy Sài Gòn ghi lại với nguyên văn như sau: từ năm 1948 đến năm 1954, tôi vẫn loanh quanh dẫm chân với cái lon trung tá giả định vì cái án có cha và bị và chị đi kháng chiến làm cán bộ Việt Minh. Sang thời Ngô Đình Diệm lại cái bảng đen ngầm gia đình Việt Cộng. Trong lúc đó thì bọn sĩ quan đàn em như Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Văn Quang, Nguyễn Hữu Có có thời cơ leo lên vùng vụt. Lúc này tôi nảy ra cách thoát thân để được lòng tin cậy của triều đình họ Ngô. Cuối năm 1957, tôi xin vô đạo Thiên Chúa, xin cậu Út Ngô Đình Cẩn nhận làm bố đỡ đầu. Mặc dầu Cẩn chỉ hơn tôi 7 tuổi. Trong cuốn Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng, tác giả Chính Đạo, tức sử gia Vũ Ngược Chiêu, ghi nhận việc theo đạo của ông Huỳnh Hữu Nghĩa cũng tương tự như vậy với nguyên văn như sau: thư đề ngày 17 tháng 2 năm 1962, Fischl gửi Hamann 1961-1963. Một bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa đã cải đạo và nhiều sĩ quan cải đạo để mong được thăng cấp. Sách 6 tháng Pháp nạn năm 1963 viết: số người A-dua chạy theo chính quyền để trục lợi vẫn còn là đại đa số. Vào đầu năm 1963, tất cả tỉnh trưởng được bổ nhiệm tại miền Nam đều là đệ tử của Tổng giám mục Ngô Đình Thục hay của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Tại miền Trung, các tỉnh trưởng đều là các thủ túc của Ngô Đình Cẩn, em út của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tuy không giữ chức vụ gì chính thức, Ngô Đình Cẩn tự ban cho mình chức cố vấn, chỉ đạo các đoàn thể chính trị tại Trung Việt, Cao Nguyên và Hải Ngoại. Ngoài ra, tuyệt đại đa số các dân biểu trong Quốc hội cũng đều là tay sai trung thành của chế độ. Hơn nữa, các phong trào chính trị toàn quốc đều do họ Ngô thành lập để tạo hậu thuẫn trong dân chúng. Phong trào cách mạng quốc gia của Ngô Đình Diệm, Đảng Cần Lao và phong trào thanh niên Cộng Hòa của Ngô Đình Nhu. Phong trào liên đới phụ nữ của vợ Nhu là Trần Thị Lệ Xuân.
Trần Lễ Xuân và không kể biết bao nhiêu đoàn thể chầu rì khác chạy theo voi để hít bã mía. Theo sự hiểu biết của người viết, ngoài ra còn có rất nhiều người trong giới tướng lãnh, sĩ quan, cấp tá và cấp úy, rất nhiều viên chức trong chế độ Đạo Việt Cao Tô, Ngô Đình Diệm và Quân Việt Nguyễn Văn Thiệu cũng vô đạo vì động lực giống y như động lực theo đạo của cựu tướng Lâm Văn Phát, Huỳnh Hữu Nghĩa, Lâm Lễ Trinh và Nguyễn Đình Thuần, v.v. Trường hợp theo đạo của ông Nguyễn Văn Thiệu được ông Phạm Liễu kể lại trong cuốn Trả Ta Sông Núi 2 với nguyên văn như sau. Sau năm 1954, ông Thiệu đã được lên tới cấp thiếu tá, phục vụ tại Bộ Tư lệnh Đệ nhị Quân khu ở Huế. Dưới quyền đại tá Trương Văn Sương, mùa thu năm 1954, khi cuộc tranh chấp giữa tướng Nguyễn Văn Hinh và thủ tướng Diệm bùng nổ, thiếu tá Thiệu gia nhập đảng Con Ó cùng với trung tá Trần Thiệm Khiêm, thiếu tá Hoàng Xuân Lãm, đại úy Trần Văn Trung, Nguyễn Văn Mạnh, v.v. để yểm trợ Nguyễn Văn Hinh. Sau đó tướng Hinh phải rời nước, nhóm thiếu tá Thiệu bị đưa về Sài Gòn điều tra. Để thoát khỏi sự nghi kỵ của chế độ Diệm, thiếu tá Thiệu xoay qua đường dây Thiên Chúa Giáo của nhà vợ. Nguyên ông Thiệu lấy bà Kim Anh, người Mỹ Tho có đạo Thiên Chúa đã lâu nhưng không chịu rửa tội. Nhưng sau này ông Diệm cầm quyền, đạo Thiên Chúa biến thành một thứ chìa khóa danh vọng khá quyền lực cho những ai tham vọng. Bởi thế ông Thiệu quyết tâm trở lại với đạo. Trung tá Thiệu cẩn thận năn nỉ linh mục Bổ Dưỡng, lý thuyết gia bản xứ của đảng Cần Lao, đích thân rửa tội cho ông ta ở Đà Lạt. Nhờ vậy ông Thiệu được thăng cấp đại tá và được giao cho nắm sư đoàn 1 rồi sư đoàn 5 ở Biên Hòa. Đại tá Thiệu còn được vào quân ủy của đảng Cần Lao. Trường hợp theo đạo của ông Lâm Lễ Trinh, cựu bộ trưởng nội vụ đệ nhất Cộng Hòa, ông Phạm Phú Bổn viết trong bài viết sự hèn hạ và xảo trá của ông Lâm Lễ Trinh, trong đó có mấy đoạn như sau. Trước hết là suy nghĩ về hai chi tiết rất sâu sắc của ông Trần Vĩnh Long về cấu trúc văn hóa và căn cơ ước chính trị của ông Lâm Lễ Trinh. Ông theo đạo Công giáo La Mã vào năm 1958, thời điểm cực thịnh của hiện tượng theo đạo có gạo mà ăn dưới nền đệ nhất Cộng Hòa. Đó là cũng là thời điểm khi chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu tiến hành ý đồ Công giáo hóa miền Nam qua hai chính sách đàn áp trù dập Phật giáo, lực lượng văn hóa nền móng và đa số của xã hội Việt Nam, và phân phát đặc quyền, đặc lợi cho những người đồng đạo Công giáo cả ở trong lẫn ở ngoài chính quyền. Các kế sách dinh điền, khu trù mật và sau này là ấp chiến lược, các tiêu chuẩn kỳ thị về tôn giáo trong chính sách nhân dụng của bộ máy hành chính và quân đội trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xã hội và quốc phòng đã làm cho không thiếu người từ bỏ truyền thống tâm linh của dân tộc, đổi đạo để tìm bổng lộc và hoặc để bảo toàn mạng sống. Ông Lâm Lễ Trinh đổi đạo đúng vào thời gian đó, và ông đã làm đến chức bộ trưởng Bộ Nội vụ, một chức vụ cực kỳ quan trọng trong một chế độ độc tài với mạng lưới công an mật vụ dày đặc của miền Nam. Con số người theo đạo thuộc loại này, theo đạo tạo danh đời, có thể lên đến hàng mấy chục ngàn hay hàng trăm ngàn người trở nên, cho đến hàng triệu. Cũng vì thế mà ở miền Nam Việt Nam, trong những năm 1954 đến năm 1975, trong các ngành cảnh sát, công an, mật vụ, trong các trường quốc gia hành chánh, trong các ngành thẩm phán, ngành chiến tranh tâm lý, chúng ta thấy tín đồ Cato chiếm một tỷ lệ rất cao, có thể nói là trên 85%, trong khi tín đồ Cato ở miền Nam nhiều lắm là 7%. Người viết còn được biết sau năm 1975, khi biết rõ đời sống khá giả của người Việt hải ngoại ở Mỹ, những người truyền đạo Thiên Chúa cả Công giáo và Tin lành,
Phao tin rằng nếu theo đạo thì sẽ dễ dàng được giáo hội bảo đảm và giúp đỡ lo cho di cư sang Hoa Kỳ mưu sinh. Vì lý do này, kể từ đó ở Việt Nam có nhiều người theo đạo để nuôi hy vọng. Một cặp vợ chồng bạn của người viết ở Cần Thơ đã theo đạo vì lý do này. Những người thượng ở vùng cao nguyên Trung Việt Nam mới theo đạo Tin Lành từ năm 1985 trở về sau cũng vì lý do này. Đây là mánh khóe lừa gạt của các nhà truyền đạo và những tín đồ Kitô cuồng tín theo lệnh truyền của các đấng bề trên, khi dụ khi những người ngây thơ hầm hố muốn đi định cư hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, Canada và Úc Đại Lợi. Các vợ chồng người bạn của người viết ở Cần Thơ đã theo đạo từ trước năm 1995 cho đến nay tháng 2 năm 2009 vẫn còn ở Cần Thơ và vẫn không có hy vọng gì di cư sang Mỹ định cư theo cái diện mà các nhà truyền giáo đã hứa hẹn với họ. Thủ đoạn lưu manh của những người truyền đạo Kitô, bất kể là Kitô La Mã hay Tin Lành như thế đó. 3. Loại người theo đạo vì hôn nhân. Đây là trường hợp của những người muốn thành hôn với người yêu và tín đồ Kitô nên bị chèn ép phải theo đạo. Nếu không theo đạo thì gia đình của người yêu sẽ làm khó dễ và ngăn cản, không cho tiến hành làm lễ thành hôn. Chính vì tình trạng này mà Việt Nam ta mới có câu nói là lạy Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi đi nhà thờ. 4. Loại người theo đạo để được khỏi bị chụp mũ là cộng sản hay khỏi bị nhân viên chính quyền đạo Phiệt Kitô đến kiếm chuyện. Đây là trường hợp của những người dân các tỉnh nằm trong liên khu V, liên khu 5, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Vùng này từ tháng 8 năm 1945 cho đến khi bị chính quyền miền Nam tiếp thu vào đầu năm 1955, thuộc quyền kiểm soát của chính quyền kháng chiến Việt Minh. Trong thời gian này, tất cả mọi người dân từ các em học sinh bậc tiểu học cho đến các vị bô lão khoảng 60 tuổi đều gia nhập các đoàn thể cứu quốc như đoàn nhi đồng, đoàn thiếu nhi, đoàn thanh niên, đoàn phụ nữ, nông hội, vân vân. Xã hội, xã đội dân quân, xã đội du kích, vân vân. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp thu vùng này vào đầu năm 1955, bọn công an và bọn mật vụ của nhà thờ Vatican biết rõ các danh tánh những thành viên của các đoàn thể này và dùng đó làm lý do để cưỡng bách họ phải theo đạo. Nếu ai không theo đạo thì sẽ bị gán cho là theo Việt Minh Cộng sản và sẽ bị bọn công an, cảnh sát và mật vụ bắt giam, tra tấn và thủ tiêu. Có rất nhiều độc giả viết thư cho người viết kể lại chuyện này, trong đó có hai lá thư dài đã được in bởi các trang 324, 327, chương 11, quyển 1 của bộ sách Thực Chất Giáo Hội La Mã. Sự kiện này cũng được sách Thập Giá và Lưỡi Gươm ghi lại một cách đại lược như sau. Có những người cũng cho rằng họ vào đạo để khỏi bị sách nhiễu về chính trị quần chúng ở nơi đây, vì đã từng sống lâu năm dưới chế độ Việt Minh nên bị tình nghi có liên hệ với kẻ địch. Bây giờ vào đạo là gặp được con đường để tỏ lòng trung thành với chế độ, hoặc ít ra cũng tránh được những quấy nhiễu của cảnh sát. 5. Loại trẻ mồ côi không cha không mẹ được các nhà truyền giáo lượm đem về nuôi trong các viện mồ côi rồi đem chúng ra nhà thờ rửa tội. 6. Loại trẻ em con nhà nghèo khó bị cha mẹ bán cho các nhà truyền giáo ở bất kỳ vào thời đại nào và ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều có nhiều gia đình nghèo khó hơn là các gia đình trung lưu và giàu có. Trong các gia đình nghèo khó có những gia đình cực kỳ nghèo khổ, con cái nheo nhóc tại các quốc gia bị chiếu cố. Giáo hội La Mã cần móc nói và bắt rễ với những người địa phương để thiết lập cơ sở làm cứ điểm phát khởi cho kế hoạch thu người vào đạo.
Một trong những thành phần bị lọt vào con mắt cú vọ của các ông truyền giáo là những gia đình cực kỳ nghèo khổ này. Họ tìm đến thương lượng để mua con cái của các gia đình này về nuôi, dưỡng, để khi lớn lên sẽ trở thành những cán bộ hoạt động cho họ trong những kế hoạch kế tiếp do nhà thờ Vatican đã vạch ra. Sự kiện mua các trẻ em như vậy được sách ngàn năm soi mạch ghi nhận như sau. Vào giữa thế kỷ thứ 19, bán con là một hủ tục quen thuộc tại Đại Nam cũng như Trung Hoa cho đến thập niên năm 1940, tức khoảng 100 năm sau ngày Petrus Khay làm con nuôi các cố đạo vẫn còn tục lệ bán con nói trên. Trong khi đó, vì chính sách bài đạo của các nhà của nhà Nguyễn, các giáo sĩ Kitô tìm đủ một cách để gia tăng số tín đồ trong kế hoạch gia tăng giáo dân trên có việc dùng cải lợi mua chuộc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và mua con nít của những gia đình lương nghèo khổ như ăn mày để huấn luyện làm thầy kẻ giảng, và nếu đứa trẻ thông minh có thể huấn luyện làm giáo mục bản xứ. Tại Cao Miên, số tiền các giáo sĩ bỏ ra để rửa tội cho mỗi người ngoại đạo lên tới 100 quan vào năm 1858. Số trẻ em mồ côi hoặc nhà nghèo bán cho các nhà tu hàng năm cũng khá quan trọng. Đa số các chú trong các nhà chúa lời đều là cô nhi hay con nhà nghèo được giáo sĩ bỏ tiền ra mua về. 7. Loại người theo đạo vì được nhà thờ can thiệp với chính quyền hoặc giặc để thoát khỏi vòng tù tội. Trong suốt thời kỳ từ năm 1862 cho đến năm 1945, từ Nam ra Bắc có rất nhiều tổ chức nghĩa quân kháng chiến của dân dân ta nổi lên lập chiến khu và tiến hành những chiến dịch tấn công chính quyền bảo hộ. Để trả đũa, liên quân xâm lược Pháp Vatican cho mở các cuộc hành quân tiến đến bao vây tấn công các chiến khu này và tấn công cả các làng mạc ở chung quanh. Trong các cuộc hành quân vào các làng mạc này, chúng tàn phá mùa màng, thiêu rụi nhà cửa, phá hủy các đền đài, đình quan và chùa chiền, bắn giết bừa bãi, hãm hiếp đàn bà con gái, bắt bớ, tra tấn tất cả những người nào chúng tóm được rồi đem đi giam cầm trong các nhà tù ở Sơn La, ở Cung Sơn và nhiều nơi khác. Lợi dụng cơ hội này, các ông truyền giáo tìm cách móc nối với những gia đình nạn nhân, hứa hẹn sẽ can thiệp để cho nạn nhân bị bắt oan được phóng thích, với điều kiện phải theo đạo. Theo sự hiểu biết của người viết trong giáo xứ họ Đạo An Bằng ở Huế, có nhiều người theo đạo Cao Tôn ở vào trường hợp này. Chính sách giả mang này cũng được liên quân xâm lược Pháp Vatican thi hành tại trực để trong các vùng bị chúng tạm chiếm trong thời kháng chiến năm 1945 năm 1954. Và nhà thờ Vatican cũng sử dụng quái chiêu can thiệp cho đến cho những nạn nhân bị bắt oan được phóng thích với điều kiện phải theo đạo. Quái chiêu này cũng sẽ được nhà thờ Vatican áp dụng ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 năm 1975. 8. Loại đạo gốc, từ kép đạo gốc, được dùng để chỉ thành phần con cháu của những người theo đạo trên đây. Người ta còn sử dụng các từ kép đạo dòng và đạo bế ngửa để chỉ những tín đồ Cato thuộc loại này. Sĩ dĩ gọi họ là loại đạo bế ngửa vì mới sinh ra được mấy ngày hay mấy tuần lễ thì họ đem những bé sơ sinh với cha mẹ đến nhà thờ làm lễ rửa tội. Và khi làm lễ rửa tội thì em bé này được người cha hay người mẹ bế ngửa để cho vị linh mục làm lễ vừa rưới tay xịt một chất lỏng giống như nước lã vào đầu đứa bé, vừa lẩm bẩm đọc mấy câu phù phép giống y như hành động của các ông phù thủy trong lúc hành nghề. Cái chất lỏng này được nhà thờ Vatican bịp bợm gọi là nước thánh hay dầu thánh. Xin cảm ơn của quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, vì cái chương thứ hai của
bác Nguyễn Mạnh Quang là nói về nạn đói và thực dân. Mình đã làm chương thứ nhất rồi, nhưng chương thứ hai chờ lâu quá. Mình hôm nay mà muội làm cái phần tiếp theo trong những đề tài khác. Còn khi nào cái chương thứ hai ra thì mình sẽ làm tiếp theo. Mong quý vị và các bạn chú ý đón xem, đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.